Xin chào các bác, em test hai cây dao. Cây dao rất là mỏng. Cái này mỏng á. Cái này dài nhưng mà cũng rất mỏng. Cái này mỏng hơn đấy. Dao mỏng quá nên test cũng hơi sợ. Tuy nhiên là cũng rất may là chưa sao. Quá mỏng ấy, dao thì nó dài nhưng cực mỏng. Cái tiếp theo. Thì em sẽ test thêm phần phần chỗ này một chút nữa nhé. Rất may là không sao. Thử bài cắt giấy coi. Ok nhé. Chỗ này là chắc mình chưa mài sắc thôi. Hai con này thì con này em thấy rất là ok. Đây là vỏ kháo nha các bác. Đúng gỗ, chất gỗ đồng bào. Cắn xương trâu. Con này vỏ ok hơn.